Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, đoàn thẩm định Sở Y tế tỉnh Long An đến thẩm định tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023 tại huyện Châu Thành. Qua thẩm định, huyện Châu Thành có 100% các xã thị trấn đạt các tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về y tế đoàn thẩm định sẽ đề nghị hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế của tỉnh xem xét trình ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại ba xã và thị trấn của huyện châu thành đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030. Tại buổi làm việc, đoàn đề nghị thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các xã thị trấn. Trung tâm y tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ trạm y tế về công tác chuyên môn, cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn, kịp thời khắc phục trong công tác y tế khám chữa bệnh. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thạnh Quá tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Năm 2024, huyện Thạnh Quá có 104 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, nhập ngũ vào quân đội nhân dân là 85 công dân và 19 công dân tham gia nghĩa vụ ngành công an nhân dân. Tại hội nghị, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đại tá Trương Quốc Vinh đề nghị Quyền thành quá cần quan tâm một số nội dung như tăng cường công tác phúc tra, nắm nguồn thanh niên, công khai minh bạch trong việc xét duyệt nghĩa vụ quân sự, tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp đón công dân xuất ngũ trở về địa phương. dịp này có 7 tập thể và 19 cá nhân được nhận khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh từ thị xã đến các xã phường đã tham mưu mở 9 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 332 đại biểu. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn đều tổ chức dạy học môn giáo dục quốc phòng cho học sinh với trên 1.500 em liên kết tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường cao đẳng nghề Long An, cơ sở Đồng Tháp 10 được hai lớp, có 177 sinh viên tham dự. Dịp này có 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tặng giấy khen. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thủ Thừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động quý 1 năm 2024. Trong quý 1, Ngân hàng Chính sách Xã hội quyền giải ngân trên 32 tỷ đồng cho hơn 800 lượt khách hàng dây chốn. Riêng, nguồn vốn ngân sách quyền kịp thời hỗ trợ cho 70 lượt khách hàng dây chốn với tổng doanh số cho dây đạt 4 tỷ 245 triệu đồng, góp phần giải quyết cho 67 lao động có việc làm ổn định. Trong quý 2 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội quyền phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu như tỷ lệ tổ tiết kiệm và dây chốn, xếp loại tốt đạt từ 93% trên tổng số tổ trở lên, và không có tổ xếp loại yếu, tỷ lệ thực thu nợ đến hàng hàng tháng đạt từ mức 95% trở lên. Ủy ban nhân dân quyện Cần Đức tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thực hiện mô hình công dân học tập năm 2023. Năm 2023, Ủy ban nhân dân quyện đã thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả trong việc triển khai mô hình công dân học tập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Toàn quyện có gần 5.700 người đăng ký thực hiện mô hình công dân học tập và đều đạt các tiêu chí theo quy định. Trong đó, 976 cá nhân đạt loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ 17%. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quyện trao giấy khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích tốt trong một năm xây dựng mô hình công dân học tập. Quỹ ban nhân dân thành phố Tân An tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024. Trong năm, thủ tục hành chính tiếp tục được rà soát, đơn giản quá, góp phần cho việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết các yêu cầu của công dân tổ chức. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần khắc phục những hạn chế, đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của công dân, góp phần từng bước hiện đại quá nền hành chính nhà nước. Dịp này có 3 tập thể, 3 cá nhân được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính năm 2023. Trong 2 ngày 11 và ngày 12 tháng 4, Quỹ ban nhân dân huyện Thạnh Quá, tỉnh Long An tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Giang Toàn tại công trình xây dựng vi phạm hành lang đường bộ lý trình km 03 210 đường Dương Văn Dương, đường tỉnh 836 thuộc khu phố 2, thị trấn Thạnh Quá. Công trình xây dựng với kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn trên phạm vi diện tích 234 m2 trong quá trình xây dựng công trình, chính quyền và các ngành chức năng địa phương cũng đã phát hiện và tiến hành các bước tuyên truyền, vận động, lập hồ sơ, biên bản vi phạm hành chính, nhưng chủ công trình vẫn cố tình vi phạm. Ngày 12 tháng 1, năm 2023, Quỹ ban nhân dân quyền Thành Quá đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Trăng Toàn tại công trình này. Sau thời gian ban hành quyết định, ông Toàn vẫn không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả cho đã chi phạm. Ban thực hiện cưỡng chế, huyện đã quy động lực lượng và phương tiện tiến hành phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm nói trên. Việc thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình nhằm đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật. Trước tình hình thời tiết nắng nóng gai gắt kéo dài khiến mực nước các hồ, suối đang giảm nhanh, một số nơi đã cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Ninh Thuận khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ tích trữ và điều tiết nguồn nước để cung cấp nước tưới cho cây trồng vật nuôi, phục vụ cho sinh hoạt của người dân trong cao điểm mùa khô năm nay. Quyện Ninh Hải có 3 hồ lớn, trong đó hồ Ông Kinh có dung tích thiết kế 0,83 triệu mét khối. Do điều kiện đặc thù, tình trạng thiếu nước trong mùa khô tại hồ này hầu như năm nào cũng xảy ra. Hiện tỉnh Ninh Thuận đang triển khai dự án đầu tư đấu nối đường ống để tiếp nhận nguồn nước từ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ về hồ Ông Kinh. Hai hồ còn lại gồm hồ Thành Sơn và hồ Nước Ngọt đang đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt, nước uống cho gia súc và nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Đến nay, lượng nước tích tại 23 hồ chứa chiếm khoảng 44,8% dung tích thiết kế. Đã có 3 trên 23 hồ đã xuống đến mực nước chết và tiếp tục lên 6 trên 23 hồ xuống dưới mực nước chết nếu trong thời gian tới tiếp tục không có mưa để đảm bảo sản xuất ổn định ngành nông nghiệp tỉnh ninh thuận đang theo dõi sát sao dự báo về thời tiết để kịp thời triển khai các kế hoạch ứng phó chủ động cân đối nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu trong mùa khô năm nay Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được thông tin thiếu nước sạch cục bộ ở một phần ấp Bình Quà, xã Đức Tân và một phần ấp Bình Thạnh và Thuận Lợi, xã Nhật Ninh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ đã chỉ đạo quyết liệt cho các phòng liên quan và chủ tịch Ủy ban nhân dân hai xã nêu trên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp không để người dân thiếu nước sạch sử dụng. Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ đã chỉ đạo phòng nông nghiệp, phòng kinh tế và hạ tầng cùng lãnh đạo hai xã Đức Tân và Nhật Ninh phối hợp với trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường thuộc sở nông nghiệp thực hiện các biện pháp cấp bách để sớm cung cấp đủ nước cho người dân hai khu vực nói trên. Cùng với đó, quyền đề nghị trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các sở ngành liên quan trình quỹ ban nhân dân tỉnh cho nâng công suất trạm cấp nước Bình lợi xã Đức Tân từ 250 m3 trên ngày đêm lên 1.200 m3 trên ngày đêm, kiểm tra xúc rửa các đoạn bị tắc nghẽn, vận hành phát huy tối đa công suất hoạt động của trạm cấp nước Bình lợi. Đối với những đoạn nhánh rẽ vào các khu vực đông dân thì vận động nhân dân và nhà nước cùng làm để lắp đặt đường ống lớn hơn nhằm đủ sức cung cấp nước hiện tại cũng như lâu dài. Cùng với đó, phòng nông nghiệp và phát triển kinh tế hạ tầng phối hợp với hai xã Nhật Ninh, Đức Tân cùng công ty cổ phần cấp nước Long An, trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường triển khai giải pháp đấu nối hòa mạng nhằm hỗ trợ điều tiết nước trong tình huống thiếu nước cục bộ. Đồng thời kiểm tra, sửa chữa các đoạn ống nước bị rò rỉ gây thất thoát, mất áp lực cuối nguồn. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của các hệ thống chính trị, đến nay quyền Tân Trụ đã giải quyết cơ bản và đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Chung thì trước đây thì có thời gian thì nước cũng là thiếu nước xài, nhưng mà sau đó thì cũng nhờ coi như là chính quyền có can thiệp rồi củng cố xử lý thì nước hôm nay là nó ổn định trở lại. Thì ở đây thì bây giờ nước mạnh mà sạch đủ xài như vậy thì rất là vui. Mừng khi mà nguồn nước mình thiếu á, thì thấy chính quyền địa phương của mình á, thì quan tâm và xử lý là rất là nhanh thì hôm nay thì bà con của mình có nước xài đầy đủ rất là phấn khởi à, khu vực mà bà con của mình ở đây là cũng là cảm ơn chính quyền trước nay thì cũng thiếu nước cũng hụt nước rồi nay nhờ mấy ông cũng xử lý cái nguồn nước cũng trả lại cũng tốt xài cũng thoải mái rồi Tôi cũng cảm ơn chính quyền địa phương rồi nhằm cái cũng xử lý được cho người dân. Rút kinh nghiệm từ tình trạng thiếu nước cục bộ tại Đức Tân và Nhật Ninh, quyền quỹ, quỹ ban nhân dân quyền chỉ đạo phòng nông nghiệp, phòng kinh tế cho hạ tầng cùng với lãnh đạo các xã thị trấn ra soát kiểm tra tình hình cung cấp nước sạch cho người dân trong đợt cao điểm mùa khô, quyết tâm không để người dân thiếu nước sạch sử dụng. Trong thời gian qua thì tình hình nước ở Đức Tân cũng gặp khó khăn bên đó thì xã cũng nắm bắt được tình hình của đó thì cũng xuống thì cũng nắm tình hình hỗ trợ dân và tham mưu ủy ban nhân quyện tìm mọi cách để cung cấp nước đủ cho bà con bên cạnh đó thì xã cũng kiểm tra các cái đường ống nước trong dân để xúc sổ nếu mà có nghẹt thì sẽ xúc sổ cho bà con mình có nước cùng với đó Quyện cũng thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan quan tâm đầu tư các tuyến ống nước trên các trục đường chính để đưa nước từ công ty cổ phần cấp thoát nước Long An về đủ sức phục vụ cho người dân hiện tại cũng như lâu dài. Cụ thể là đầu tư lắp mới tuyến ống chính đường tỉnh 832 và đường tỉnh 833 từ ngã ba Miễu Ông Bần Quỳ đến bến phà Tư Sự, xã Nhật Ninh, đường tỉnh 833D từ ngã ba Cai Tài đến cầu Nhung, xã Tân Bình tuyến ống từ cầu Trim Đức, xã Đức Tân đến bến phà Thâm Nhiên, ấp Bình Hòa, xã Đức Tân. Song song đó, các xã thị trấn dẫn động nhân dân cùng với nhà nước đầu tư đường ống các nhánh trẻ bằng các nguồn vốn hợp pháp như vốn ngân hàng, chính sách xã hội, vốn xây dựng xã nông thôn mới, nguồn tín dụng ưu đãi, vốn đóng góp của nhân dân, vốn xã hội hóa. Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đã thông qua luật giới hạn lượng khí thải khí mê tan đối với các hoạt động nhập khẩu dầu, khí đốt và khai thác than đá ở châu Âu kể từ năm 2030. Luật mới sẽ làm gia tăng áp lực buộc các nhà cung cấp quốc tế phải kiểm soát lượng rò rỉ, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn cả khí CO2 này. Theo đó, các đơn vị nhập khẩu dầu và khí đốt sẽ phải rà soát và khống chế lượng phát thải khí mê tan, và nộp kế hoạch khắc phục cho cơ quan quản lý quốc gia trong vòng 9 tháng kể từ ngày quy định có hiệu lực, đồng thời đưa vào thực hiện về cắt giảm khí thải mê trên thực tế trong vòng 12 tháng. Trong khi đó, với ngành than đá, các nước Liên minh châu Âu sẽ phải liên tục đánh giá và báo cáo lượng phát thải khí thải mê từ việc vận hành các mỏ dưới lòng đất và đưa than đá từ mỏ lên mặt đất. Ngoài ra, các nước sẽ phải kiểm kê các mỏ than đã đóng cửa hoặc bỏ quan trong 70 năm qua ngoài trừ các mỏ đã bị ngập lụt trong hơn 10 năm. Theo quy định, luật mới cần được Hội đồng châu Âu chính thức thông qua trước khi đăng công khai trên công báo chính thức của Liên minh châu Âu và có hiệu lực sau đó 20 ngày. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất, song để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ khi làm phát chậm lại. Đây cũng là lần thứ năm liên tiếp ECB duy trì lại suất chủ chốt ở mức cao kỷ lục là 4%. Cụ thể, ECB cho biết, hầu hết các số liệu lạm phát cơ bản đang giảm và tăng trưởng tiền lương, mối quan ngại lớn trong những tháng gần đây đang chừng mực hơn. Theo ECB, các lần tăng lãi suất trước đây tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu, góp phần kéo lạm phát xuống, song sức ép giá cả trong khu vực vẫn là điều gây lo ngại. ECB nhấn mạnh rằng, các quyết định của ngân hàng này sẽ tiếp tục dựa trên các dữ liệu kinh tế trong thời gian tới, và ECB không cam kết trước về một lộ trình lãi suất cụ thể. Mùa cháy rừng năm 2023 ở châu Âu là một trong những đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong thế kỷ này, báo cáo được Quỹ ban châu Âu vừa công bố. Theo báo cáo, các vụ cháy đã thiêu rụi hơn 500.000 hectare rừng, lớn gấp đôi diện tích Luxembourg và là một trong những năm xảy ra đám cháy tồi tệ nhất thế kỷ. Trước đó, châu Âu cũng đã chứng kiến các đợt cháy rừng tồi tệ xảy ra vào các năm 2007, 2017 và 2022. Cũng theo báo cáo trên, cháy rừng trong mùa hè năm ngoái chủ yếu xảy ra ở các nước thuộc khu vực địa Trung Hải, trong đó lớn nhất là ở Hy Lạp. Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm nay, số vụ cháy rừng ở châu Âu cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, tổng lượng khí thải CO2 từ các vụ cháy rừng lên tới 20 megaton, bằng 1 phần 3 lượng khí thải phát ra từ các hoạt động hàng không quốc tế ở Liên minh châu Âu trong một năm. Các tổ chức vũ trụ hàng đầu đã lên kế hoạch cho những dự án không gian đầy ấn tượng dự kiến sẽ được thực hiện trong năm nay. Các chuyên gia nhận định, các hoạt động này sẽ thúc đẩy quá trình chinh phục vũ trụ của con người, và giúp khoa học đạt được những thành tựu mới. Mới đây, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã công bố danh sách 4 thành viên phi hành đoàn cho sứ mệnh Artemis II quay lại mặt trăng và mở đường cho mục tiêu thám hiểm sao quả. Phi hành đoàn đặc biệt này có sự góp mặt của người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người Canada đầu tiên thám hiểm mặt trăng. Sự thành công của tàu đậu bộ mặt trăng Chandrayaan-3 của Ấn Độ năm 2023 chỉ là bước khởi đầu Robot thăm dò Viper của NASA sẽ có mặt trên cực nam của mặt trăng vào cuối năm nay với mục tiêu tìm kiếm nước. Theo kế hoạch vào tháng 9, sứ mệnh MMS của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản NASA sẽ tới Phobos, mặt trăng của sao quả. Mặt trăng đang là mục tiêu đối với mọi quốc gia trong cuộc chạy đua vào không gian, nhưng nó sẽ chỉ là một trong các điểm đến của rất nhiều những sứ mệnh trong năm 2024 năm được đánh giá là thú vị nhất từ trước đến nay đối với hoạt động du hành vũ trụ